Rồi xin chào anh chị, đến với kênh bò giống La Hai nha. Đó. Hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2023 nha. Đó, chạy bò La Hai tiếp tục vừa bò cập nhật lên bà con tham khảo. Kênh bò giống La Hai nha. Ở thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đó. Đó, quay que rồi báo giá cho bà con tham khảo nha. Đó, bò lửa có kẹp ở trong đẹp cực kỳ. Đó, bông bò lỡ, bò này thì giáp nam, kẹp này thì khổ chơ, hàng tiếng, hàng vip, rất là đẹp bò, hàng vip, hàng tiếng. Rồi kẹp này thì bao giá cho bà con tham khảo, lưng nổ hở lắm nha, thì đó, dài ức, rất là đẹp. Rồi kẹp này thì 28,5 một con, đó, hai con đồng giá với nhau, con nào cũng 28,5 hết. Bò vip, bò tiếng, bò lỡ, giáp nam, bông mũi tiêu, cổ dữ dàng này chưa? Em thấy cổ gọc gạt, u nú à, cổ đồ gương. Rồi con này 18 triệu. Còn hàng này 21 năm nha. Đó, hàng này 21 năm. Đó, bò này 7-8 tháng nha, hàng 21 năm đây. Rồi con này 21 triệu, còn cặp vài bò lỡ khoảng 10 tháng 11 tháng, bà bơ mông còn phơ luôn, da bông phín nè, đẹp bò lắm đó. Cặp này thì 25,5 con. Rồi trong huyện Đồng Xuân thì chạy giao bò đến tận hộ gia đình cho bà con luôn, còn ở xe thì chạy sẽ hỗ trợ lộ phí phần nào để cho bà con đó. Rồi quay kỹ lại cái cặp bò lỡ kia một tí nữa cho bà con tham khảo con cặp bò lỡ cho kỹ. Mới vừa thành ra nó hơi xỏ bò nha. Đối lò kém đầu kém cổ ăn. Anh em mà nhìn bò đây là ghiền. Ghiền lắm. Ghiền lắm. Của cái cổ bự lắm, cổ rô luôn á. Nhìn cái cổ là muốn ôm liền. Mong nó nhìn đít nó muốn vỗ lên đã lắm. Gương xe xe để anh chị hình dung hết bo nha. Rồi hẹn bà con clip tiếp theo kênh bò giống La Hai nha.